Lên xe đi. Làm gì vậy? Đi, thả tôi ra, cho tôi xuống xe. Khốn kiếp, khốn kiếp. Cái thằng ngu này, đến một ả đàn bà cũng không xử được. Em gái, tỉnh dậy uống chút nước nào. Chị là ai vậy? Tôi tên Hương Dĩ. Đây là đâu vậy? Đây là Di Hồng Diện. Di Hồng Diện? Sao tôi lại ở đây? Tôi muốn ra ngoài. Đừng có vội. Ầm ĩ gì vậy? Bà cho tôi ra ngoài. Được thôi, con ả khốn kiếp này, mày muốn đi phải không? Vậy thì để bà đây tính sổ với mày. Tao mua mày về chữa trị cho mày, cho mày ăn uống ngủ nghỉ, cộng thêm cả lãi nữa, tổng cộng 100 đồng đại dương. Đưa đây, đưa đây cho tao. Đưa đây rồi bà sẽ cho mày đi. Bà nói bậy. Em gái, em gái, Hương Dĩ, ra ngoài, ra ngoài. Đồ không biết điều. Cút đi. Người đâu rồi? Bà trói cổ như vậy thì tiếp khách sao được, có phải không? Cô đừng sợ, tôi sẽ cởi trói cho cô. Tôi sẽ cởi trói cho cô. Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Ông chủ lần khác lại đến nha. Di Hồng Diện, ông chủ ghé vào đây chơi với em đi. Thả tôi ra, đừng đụng vào tôi. Thả ra, về đi đại ca. Tôi là người tốt, tôi là người tốt mà. Để tôi cởi trói cho cô. Vậy là ngoan đó. Đừng cử động. Ông chủ, ông chủ. Cô gái đẹp quá. Muốn gì đây? Khốn kiếp. Muốn bắn chết ông. Cứ thử xem, tôi sẽ bắn dập nát trứng của cậu tuyệt tử luôn đó. Đừng bắn. Nếu không tôi bắn chết ông. Vậy chúng ta thử xem. Ông chủ, ông chủ, bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói. Đừng làm như vậy. Đừng làm vậy. Tôi muốn cô gái này. Ra ngoài đi, tất cả. Cút ra ngoài hết đi. Cô gái này là của ông đây. Người cút xéo là cậu đó. Khốn kiếp. Tôi bắn chết ông. Đủ rồi. Mấy người nghĩ tôi là ai? Tiếp hay không tiếp? Do tôi quyết định. Phải, phải, phải. Các ông chủ xin bớt nóng. Cô gái này nói đúng. Tiếp người nào hay là để cổ chọn đi? Được. Cô gái, cô nói đi. Cô muốn tiếp ai? Tôi nói cô biết. Tôi là người Trung Quốc. Cô gái à, tiền của tôi nhiều lắm. Nhiều lắm đó. Cậu tranh cãi với tôi lần nữa, tôi cho cậu thành thái giám. Trời ơi, bà tổ của tôi ơi. Cô nói nhanh lên đi chứ. Cuối cùng cô muốn tiếp ai? Tôi tiếp người Nhật.
cô tiếp người Nhật. Ông đây sẽ bắn chết cô. Đại ca, vì người phụ nữ này có đáng không? Đi thôi. Tránh ra. Cô, đại ca, đi thôi. Ông chủ, ông chủ, ông chủ à. Cô đẹp quá. Ông chủ, ông chủ. Đại ca, đi mau lên. Cậu phá hết rồi đó. Mình đừng ở chỗ này nữa, mau đi đại ca. Ông chủ, chờ đã. Nè cậu, đó, phá đi. Đừng, 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 phá hết đi. Đừng, 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 ông chủ đừng có giận như vậy. Đừng giận mà, bà im đi. Vì gái bắn qua phá kỷ diện, truyền ra ngoài thì chẳng hay ho gì, có nhục hay không? Phải, đúng là như vậy, tôi tức không chịu được. Tôi nói bà nè, bà mà còn nhiều lời, tôi đập nát xương bà, có tin không? Chạy đi, chạy đi. Giết người rồi, mau bắt lại. Chú hai, rút thôi. Nhanh lên. Rút thôi. Khốn kiếp. Giỏi lắm. Tránh ra. Tránh ra, nhanh lên. Tránh ra. Cô gái, đi với tôi đi. Không. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Bọn khốn, đập nát cho ta. Đuổi theo. Dạ. Bà già, nói đi, ai đã giết họ? Nói là, là cô gái mà ông đưa đến cho tôi mấy ngày trước đó. Khốn kiếp. Dừng lại. Dừng lại. Sĩ quan, sĩ quan ơi, cứu tôi với, cứu mạng tôi với, cứu tôi với. Bọn chúng cấu kết với bọn cướp trên núi, giết ba người của chúng tôi. Giờ tôi giết bà ấy thì cũng không hết tội. Dừng tay. Xã trưởng, bọn chúng cấu kết với bọn cướp, giết người của chúng tôi. Bây giờ sát nhân đã chạy rồi. Hung thủ giết người là ai? Nói, hung thủ giết người là ai? Quỳ Anh. Một người phụ nữ không thể chạy nhanh như vậy. Đuổi theo đi. Đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Oh.
Ngài Sakagaki, đạo phạm đã chạy từ chỗ này. Đi, nhanh lên, đi thôi. Nhanh lên, nhanh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi, nhanh lên. Bên này nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, tránh ra, tránh ra. Đi. Anh. Đi. Tránh ra. Tránh ra. Lục soát. Nhanh lên, qua đây. Có không? Không có. Bên này cũng không có. Được rồi, lên trước tìm cho tôi. Dạ. Chú Điền, con phải ra khỏi thành. Chú đưa con đi đi. Chú, con xin chú đó. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Dừng lại! Dừng lại đi! Dừng lại! Dừng lại! Thí chủ! Thí chủ! Thiện tai! Thiện tai! Thí chủ! Thí chủ à! Sư phụ. Sư phụ. Con tên Quỳ Anh, vừa giết một người Nhật Bản. Bọn họ đang truy lùng con khắp nơi. Con thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Xin sư phụ nhận con. Thiện tai, thiện tai. Chắc thí chủ mệt rồi, vào trong nghỉ đi. Dạ. Đạo trưởng, cổ đầy sát khí, chúng ta không thể thu nhận được.
đạo gia tỉnh địa lấy thiện làm gốc. Tôi thấy cổ tướng mạo hung dữ, người đầy sát khí, chỉ để trốn tránh nguy hiểm nhất thời mới đến chỗ chúng ta. Một người con gái yếu đuối, nếu không bị dồn đến đường cùng, sao có thể chuốc lấy nguy hiểm như vậy? Bây giờ cổ không còn đường lui, đến đây nương nhờ, có lẽ cũng là duyên số mà thôi. Thiện tai, thiện tai. Nhanh lên! Sư phụ, sư phụ! Người Nhật đến rồi! Sư phụ! Người Nhật đến rồi! Sư phụ! Người Nhật đến rồi! Đóng cửa lại đi! Dạ, sư phụ! Mau đưa vị thí chủ này đi đi! Sư phụ! Họ đến làm gì con? Con không thể liên lụy mọi người được! Quỳ Anh! Nơi đây không thể bảo vệ con! Cầm lấy! Đi đến núi Cửu Long tìm Tác Mệnh tiên cô, bà ấy sẽ nhận con. Không, sư phụ, con không đi, con không thể liên lụy mọi người được. Đi đi. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Sư phụ, sư phụ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Sư phụ, sư phụ. Không hay rồi, người Nhật xông vào rồi. Thiện tai, thiện tai. Nói, cổ đâu? Nói, cổ đâu rồi? Ý trời vô lượng, thiện tai, thiện tai. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Còn không nói ta sẽ giết chết hết. Khi bước vào cửa đạo, lục căn phải thanh tịnh, không màng trần thế mới đạt được sự an tĩnh. Nói hay không? Ý trời vô lượng, thiện tai, thiện tai. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Con Quỳ Anh xin thề với trời, không trả được mối thù này, con chết không nhắm mắt.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Đồ quỷ tội ác đầy trời. Thiên linh linh, địa linh linh. Thiên linh linh, địa linh linh. Thiên linh linh, địa linh linh. Khoan đã, lòng phải thành, tay phải tỉnh. Làm trái ý trời sẽ bị trời phạt. Ngọc Hoàng Đại Đế giang âm ngàn dặm. Trên đó ghi gì vậy? Tự đi mà hỏi. Tĩnh lặng, bất động. Không thể treo chuông ở phía này sao? Đừng có nói bậy. Trời đánh đó. Ý trời là vậy. Trời bất thường thật rồi. Đại đương gia, đại đương gia. Người Nhật ở trước cửa. Đến rất tốt. Chú hai, tĩnh lặng bất động. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Các anh em, đón khách. Để anh ta vào đi. Vào đi. Đúng là khó hiểu thật đó. Có chút gan nhỏ thôi mà dám lên núi sao? Các vị,
hai nước giao chiến không giết sứ giả. Mọi người đây là, đó gọi là miếu có luật miếu, núi có luật núi. Không có gan như vậy thì sớm cuốn gói đi. Tôi tôn trọng luật của quý núi. Tôi là Koizumi từ công ty Sakagaki. Xin kính chào các anh hùng của núi Cửu Long. Xin hỏi ai là người đứng đầu? Là tôi đây. Có gì nói đi. Vì công việc bận rộn, ngài Sakagaki không thể đích thân đến, nên sai tôi đến tặng lễ. Chúng tôi mới đến, mong được chỉ giáo. Chồn cáo chúc Tết mừng gà ăn gỏi. Tôi không quan tâm bên trong giết cái gì. Về nói với chủ của anh, nếu như muốn sống yên ổn thì mỗi tháng tại nơi này, đúng vào ngày này, chúng tôi phải nhận được 1.000 đồng đại dương, 150 ký lương thực. Nếu không làm như vậy, đừng trách bọn tôi không khách sáo. Cái này ráng chút đi, không thì khai chiến. Để tôi về báo lại. Bẩm đại đương gia, ngoài cửa có một cô gái xin vào núi. Là vị nữ anh hùng đó. Đúng. Con mèo ngửi thấy mùi tanh, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Thấy đại ca của chúng ta chưa? Vẫn phong độ như cũ. Ông nói nhảm gì vậy? Ông biết cổ là ai không? Nữ anh hùng. Hôm qua đã gặp rồi, không ngờ nữ anh hùng lại đến núi Cửu Long của tôi tiếp đón không chu đáo rồi. Gặp kẻ bị trói lên núi, chưa thấy ai lại tự đến dân mình. Thật là trước không có ai, sau cũng chẳng có. Cổ chính là nữ anh hùng giết người Nhật. Hèn gì đại đương gia vừa thấy đã mất hồn mất vía. Cô gái này quả nhiên không tầm thường mà. Ông qua đây. Tôi nói cô nghe, không phải tôi qua rồi sao? Cô mau bỏ súng xuống. Tôi nói cô biết, súng này lên nòng rồi, không giỡn được đâu đó. Không cần phải nói. Kêu tên Nhật kia, mau bước ra đây. Gọi cậu đó, qua đây nhanh lên. Đại đương gia, hai nước giao chiến không giết sứ giả. Tôi không quan tâm đó là nước gì. Ở đây là núi Cửu Long. Đúng. Nữ anh hùng, chúng tôi đánh người chứ không đánh người tặng lễ. Còn bọn họ, chúng là cầm thú. Hay vậy đi, cô gái. Đợi tôi nhận lễ xong, đợi sau khi tôi nhận lễ, sẽ đưa người cho cô đối phó. Thả tôi ra. Chú đừng có đụng vào cổ. Không ngờ các người giúp đỡ bọn ác, làm tay sai cho Nhật Bản. Không phải, coi như tôi mù rồi. Cô gái, khoan đã. Thật ra, nếu hôm qua không phải là tôi, cô đã chết rồi. Cô gặp ân nhân của mình, không chịu nói lời cảm ơn nào. Cứ vậy mà đi sao? Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mới là hảo hán đúng không? Nếu ông là hảo hán, thì ông phải giết hết bọn chúng. Không thể giết. Đó là quy tắc. Bọn khốn nghe đây. Nếu lần sau tôi còn gặp các người nữa, thì tôi bắt lên núi cho sói ăn. Khi tôi chưa hối hận, cút nhanh đi. Cút đi.
xin nữ anh hùng cho biết danh tính. Đây là luật của núi tôi. Quỳ anh. Được. Mời nữ anh hùng quỳ anh. Giao trái. Mời. Đây cũng là luật của núi. Mang mặt nạ. Được rồi, để tôi tự mình dẫn cô đi. Cô gái đó, đại đương gia sắp ăn mặn rồi. Thần toán tử, hay là ngày nào đó ông cũng thử ăn mặn đi. Đúng thiệt là. Tụ nghĩa sảnh. Đi. Đi. Dừng lại. Các anh em, cô gái đẹp như vậy lại có thể giết được người Nhật. Ai tin điều đó chứ? Tốt, cứ ở lại đây và đồng ý làm vợ của đại đương gia chúng ta. Đúng, thấy được đó. Phim được dịch, giết người Nhật tiếng tại phim TV. Cô gái, cô có bị thương không? Cô gái, đây. Có thấy không? Nhìn cách cổ cầm súng kìa. Giết được người Nhật đó. Không phải. Tốt, đừng mà. Bắn chết hắn đi. Nhị ca, đừng mà nhị ca. Bắn đi. Cô gái, nòng súng vẫn chưa lên, làm sao bắn đây? Nhát quá. Nếu một khẩu súng thật sự chưa lên nòng thì chỉ như một cục đá thôi. Như vậy còn giống cục đá không? Nhắm vào đây. Bắn đi. Bắn đi. Nhìn đây nè. Nhị ca, làm tôi hết hồn. Sao không nói sớm? Nhìn anh như vậy, không ngờ lại bắt nạt phụ nữ. Sai rồi. Dám giết người Nhật. Phụ nữ như cô, tôi rất nể. Thiếp tường căng. Nhị ca. Cô quỳ anh. Mời ngồi. Mời cô.
Cô biết quy tắc của núi không? Quy tắc gì? Chỉ cần cô đồng ý làm vợ của tôi thì tôi đảm bảo cô sẽ sống trong sung sướng. Sau đó sinh cho tôi 9-10 đứa con để tôi vui vẻ. Vô liêm sỉ! Cô nói gì vậy? Cô... Đại ca, làm vậy không phải hơi quá sao? Chuyện của tôi không cần chú lo. Đại ca, cô đã giết người Nhật đến đường cùng rồi mới lên núi. Nếu anh làm vậy, chẳng phải đang lợi dụng thời cơ sao? Chú hai, tôi vừa nói rồi đó, chuyện của tôi không cần chú lo. Đại ca, anh... Chú hai, chú muốn làm gì? Tôi muốn giữ gìn danh tiếng nghĩa hiệp của núi Cửu Long. Chú chống lại tôi, chú còn là anh em với tôi sao? Nếu không phải là anh em thì tôi đã không nói vậy rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Đại ca, anh nhìn xem, nhị ca cũng để mắt đến cổ rồi. Nói bậy gì vậy? Cho dù tôi có nói bậy, cậu cũng không thể cãi lại đại ca. Đây là luật của núi Cửu Long. Đại ca, nghĩa hiệp làm đầu. Bản chất của núi Cửu Long ở đâu? Chỉ cần anh giữ vững điều này. Đại ca, tôi sẵn sàng chịu phạt. Người đâu? Trói tôi lại. Trói lại. Không 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 không, đại ca vẫn chưa ra lệnh trói cậu mà. Ông hãy im miệng đi. Chú hai, chú còn coi tôi là đại ca không? Ngồi xuống. Nói đi, cô đồng ý hay là không đồng ý? Đại nãi nãi! 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 Có chuyện gì gấp vậy chứ? Là đại đương gia muốn cưới thêm một người vợ nữa. Chị mau về xem đi. Có phải lâu rồi ta chưa chửi ai không? Đi thôi. Đại nãi nãi, đi chậm một chút. Ảnh vẫn chưa cưới cổ đâu. Không cho anh nói bậy. Nhiều chuyện. Tôi hứa với ông, nhưng với hai điều kiện. Được, cô muốn tôi đưa cô vàng thỏi hay là tiền bạc vậy? Tôi muốn mạng của người Nhật. Cái này... Nói đi, thứ hai. Mỏ vàng nhà họ Phương bị người Nhật chiếm. Tôi muốn ông giành lại, trả về cho nhà họ Phương. Chuyện này dễ thôi. Chuyện này dễ thôi. Chỉ cần ông làm được hai điều này, tôi sẽ gả cho ông. Được. Chú hai, chú nghe thấy rồi chứ? Là cổ tự mình nói đó. Đại nãi nãi tới. Chuyện của chúng ta để sau nói.
Đây, ngồi đi. Phim được dịch, thuyết minh tất cả giải tán tại phim TV. Nghe nói trên núi có một cô gái tới, ông muốn lấy làm vợ hay? Là người nào? Là đây. Tên cô là gì? Tôi là Quỳ Anh. Sao cô lại tới đây? Sau khi tôi giết người Nhật, không còn đường lui, phải đến đạo quán. Ai ngờ sau đó người Nhật đuổi theo. Sư phụ, chị à, chị sao rồi? Sư phụ vì bảo vệ tôi đã bị người Nhật giết rồi. Cái gì? Sao hả? Quỳ Anh lên núi Cửu Long sao? Anh em cùng tôi, chúng ta sẽ xuống núi giết sạch lũ quỷ Nhật Bản đó. Được, chị dâu, chờ câu này của chị, chuẩn bị ngựa. Bà nghe tôi nói. Ý trời, đây là ý trời. Theo tôi thấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chúng ta phải tính kế lâu dài rồi mới xuất binh. Tính kế lâu dài? Chị tôi đã bị bọn chúng giết rồi, tôi phải báo thù ngay lập tức. Đi, đi, mau lên, ngăn họ lại. Mau gì? Mau chặn họ lại. Cô gái đó chắc chắn điên rồi. Tôi suýt chút nữa đã chết dưới súng của cô. Cô đã giết Watanabe, người của Yano, và hơn 10 võ sĩ ưu tú của đế quốc. Một người phụ nữ trong chớp mắt đã thực sự biến thành một con quỷ. Biến thành quỷ không đáng sợ. Đáng sợ là cô đã đến tìm bọn thổ phỉ. Chắc chắn cô đang nhắm vào mỏ vàng. Từ giờ trở đi, cậu phải theo dõi sát sao 24 giờ mỗi ngày. Chú ý những kẻ đáng ngờ đi vào mỏ vàng. Dạ. Đại nãi nãi, không đi được đâu. Đại nãi nãi, thực sự không thể đi được. Cút hết cho tôi. Đại nãi nãi, không đi được đâu. Sấm sét dữ dội thật sự là điềm xấu. Thần sấm đang cảnh báo, chúng ta đi thì sẽ có quả máu đó. Ai dám cản tôi sẽ bắn chết ngay lập tức. Mau lên, mau chuẩn bị ngựa đi. Mau lên, mau lên. Cô nhìn đi, là cô gây ra hết đó. Đại đương gia, không hay rồi, nhị đương gia cũng dẫn người lao ra ngoài. Ông đúng là vô dụng. Sao không ngăn họ lại? Cậu ấy nóng nảy như vậy, nếu tôi ngăn lại chắc chắn sẽ bị bắn chết. Đại đương gia, chuyện này do tôi mà ra, để tôi đuổi theo họ. Ở đây cho tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng người đâu? Dạ, trói cổ lại. Tại sao lại trói tôi? Tôi nói cô biết, nếu bọn họ có chuyện gì, tôi sẽ nuốt sống cô. Nhốt lại. Đi, buông tôi ra. Đi, buông tôi ra. Sấm sét đánh sao nhiều quá, giống như là đang vì cuộc chiến sắp tới của đế quốc chúng ta mà đánh trống trận. Sau một trận mưa lớn thì trời lại thật sự đẹp biết bao nhiêu. Khi đó trên bầu trời Trung Quốc sẽ tung bay lá cờ chiến của đế quốc.
Đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc thực sự đầy xúc động. Bọn Nhật khốn kiếp kia, mau ra đây cho tao, nếu không tao sẽ săn bằng sao huyệt của bọn mày. Chủ tịch, là Tác Mệnh Tiên Cô. Xem ra là Tác Mệnh Tiên Cô nổi danh khắp chốn. Có nghe không? Mau ra đây, mau ra đây đi. Bọn mày giết chết chị tao, mau giao tên sát nhân ra. Chị của cổ là ai vậy? Chính là trụ trì của ni viện bị Watanabe giết. Chủ tịch, tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ đợi lệnh của ngài. Không được manh động. Một mình một ngựa dám xông vào công ty, xem ra cũng không tốt đâu. Có nghe không? Mau ra đây nhanh lên. Hiện giờ mỏ vàng mới chiếm được, tạm thời đừng đụng độ với chúng. Để tôi đi gặp bọn họ. Đây là nữ trung hào kiệt trong truyền thuyết. Chủ tịch, ngài không thể đi như vậy, quá nguy hiểm. Cậu không hiểu gì về thổ phỉ Trung Quốc rồi. Họ sẽ không làm gì một lão già tay không đâu, có biết chưa? Có nghe không? Mau ra đây nhanh lên. Trụ sở công ty Sakagaki. Người ở đó, khai tên đi. Tôi chính là Sakagaki Chiro, chủ tịch ở đây. Sakagaki, người của ông đã giết chị của tôi, mau giao kẻ sát nhân ra, nếu không tôi sẽ dặn cổ ông. Tôi đã nghe danh Tác Mệnh Tiên Cô từ lâu, vốn định đi đến núi Cửu Long để thăm hỏi cô, nhưng mà tôi thật sự bận quá. Tôi từng nghe qua một câu nói, có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. Cô và tôi đều là người có duyên. Ông đừng nói nhảm nữa, tôi không có thời gian lằng nhằng với ông. Nếu không giao kẻ giết người ra, tôi sẽ tiễn ông lên trời. Tôi nghĩ cô sẽ không giết một lão già tay không đâu. Bớt nói nhảm, giao hay không giao? Thiếp Tường Căng, lên. Tác Mệnh Tiên Cô, tôi thật sự không thể nào giao kẻ giết chị cô ra được, bởi vì hắn đã bị Quỳ Anh giết rồi, với lại cổ còn giết hơn 10 võ sĩ ưu tú của đế quốc chúng tôi nữa. Quỳ Anh? Ông nói láo. Một cô gái yếu đuối làm sao có thể giết người được? Thật sự tôi cũng không muốn tin đây là sự thật, vì đó là nỗi nhục của đế quốc chúng tôi. Nhưng mà đó là sự thật. Tác Mệnh Tiên Cô, tôi nghe nói Quỳ Anh hiện đang ở núi Cửu Long của mọi người. Nếu không tin, cứ đi hỏi xem liệu tôi nói có đúng hay không. Tác Mệnh Tiên Cô, tôi kính trọng cô là nữ anh hùng dũng cảm, thiện ác phân minh. Và tôi cũng rất tin cô có thể làm rõ sự thật này. Nếu tôi có nói dối, tôi nguyện chịu phạt. Cô thấy đó, tôi đây tay không tất sắt, cũng không có bảo vệ, cô hoàn toàn có thể bắn chết tôi ngay. Những gì ông nói là sự thật,
Nếu tôi nuốt lời, trời tru đất diệt. Nhưng mà nếu tôi nói là thật, vậy quỷ anh đã giết người của tôi, cũng mong cô giao cổ cho tôi. Giết người của mấy người là do bị ép đến đường cùng. Nói tôi giao người, mắc cười. Nếu còn nói nhảm, tôi sẽ sang bằng sao quyệt của ông. Cô, tôi phản đối. Ở nơi này, thương nhân và kiều dân hợp pháp chúng tôi đây thường liên tục bị bọn thổ phỉ trên núi Cửu Long sát hại, còn quý chính phủ lại không thể có chút thiện chí tiêu diệt bọn chúng. Điều này thật đáng tiếc. Vì vậy, tôi yêu cầu các người cử quân đội bảo vệ quyền lợi của tất cả kiều dân Nhật Bản ngay lập tức. Nhị ca, mau lên đi. Chị dâu. Chủ tịch, chúng ta kêu quân đội bảo vệ sao? Phim được dịch, thuyết minh. Nếu phó thác sinh mệnh và số phận của mình vào tay của kẻ khác, khác nào là một sự sỉ nhục lớn chứ? Vậy ý ngài là cho nên tôi phải gây áp lực cho bọn chúng, đồng thời cậu phải đích thân dẫn người đến mỏ vàng củng cố công sự phòng thủ. Ngoài ra, theo tôi được biết, đối thủ thực sự của chúng ta không chỉ là thổ phỉ của núi Cửu Long, mà thật ra còn có băng đảng cấu kết khác là bọn Kền Kền ở trên núi Liên Hoa nữa. Nếu như bọn chúng hợp lực với nhau, đó sẽ là cơn ác mộng cho chúng ta. Núi Liên Hoa. Đây, nè, cầm lấy. Cảm ơn nhị ca, cảm ơn đại ca. Đại ca, lúc nào trời mưa thì nhà cũng bị dột, còn gặp năm hạn. Núi Liên Sơn khó mà sống đây. Ngày xưa khi mỏ vàng còn ở trong tay nhà họ Phương, ít ra họ còn cho chúng ta một ít. Nhưng giờ Nhật Bản đã chiếm mỏ vàng, về sau e là chúng ta còn không có nổi hạt dừng để mà ăn. Đại ca, hay là chúng ta nhân lúc bọn Nhật chưa vững xuống núi đánh một trận? Không được. Mỏ vàng nằm trên núi Cửu Long, chúng ta từ lâu đã thề với họ, cậu không thể phá vỡ quy tắc giang hồ được. Nhưng bây giờ mỏ vàng nằm trong tay Nhật Bản, tại sao không thể đánh chứ? Nếu hổ đầu dám nói nửa lời, nghĩa là hắn muốn làm tay sai cho giặc. Quy tắc là do người Trung Quốc đặt ra, không liên quan gì đến người Nhật Bản. Chúng ta không thể phá vỡ quy tắc giang hồ để người ta nói là kẻ phản bội. Đại nãi nãi, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi nguyện chịu phạt. Sao tôi trách cô được chứ? Cô giết người Nhật, làm rất tốt. Thay chị tôi báo thù. Đại nãi nãi, đại nãi nãi, xin hãy thu nhận tôi. Quỳ anh, đại đương gia muốn cưới cô làm vợ lẽ. Đại nãi nãi, tôi và người Nhật có thù sâu như biển. Chỉ cần có người giúp tôi giết bọn chúng, giành lại mỏ vàng, dù chết tôi cũng cam tâm.
Vậy cô đồng ý sao? Sao vậy? Đây là đại nãi nãi Đỗ Quyên. Dạ. Đưa Quỳ Anh đi nghỉ một chút đi. Dạ. Đi thôi chị Quỳ Anh. Phải rồi, hôm nay tôi cử thiếp Tường Căng suốt đêm xuống núi do thám tình hình mỏ vàng. Nếu hiểu rõ tình hình rồi, thần toán tử sẽ chọn ngày tốt. Tôi sẽ dẫn người tấn công khiến gà chó không yên. Tôi hỏi ông, có thật là ông muốn lấy Quỳ Anh làm vợ hai không? Tôi nói bà nghe, người ta là phụ nữ mà, không còn đường sống nên mới nương tựa chúng ta. Tôi không thể không nhận cổ, đúng không? Hơn nữa, chúng ta lấy nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa có một đứa con nào nối dõi. Tôi biết ông đang nghĩ gì mà. Về chuyện ông cưới vợ hai, tôi cũng đã nghĩ cho ông rồi. Nhưng tôi thấy Quỳ Anh không hợp. Không, tại sao không hợp chứ? Cổ giết được người Nhật thì không phải hạng tầm thường. Tôi thấy nếu thật sự cưới cổ làm vợ hai, có khi lại mang phúc đến cho núi Cửu Long. Vậy sao không để chú hai cưới cổ? Chú hai không phải còn trẻ sao? Có gì mà gấp chứ? Nhục! Nhị ca, Đỗ Quyên, thấy sao? Con gà này to không? To lắm. Quỳ Anh yếu trong người, mang nó đi hầm cho cổ tẩm bổ đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Người gì mà tốt vậy? Sao anh không tự làm mà lại nhờ tôi? Tôi thì không tiện cho lắm. Có gì mà không tiện? Hay vậy đi, anh đem tặng tôi đứng đây canh cho. Cô quỷ thiệt đó. Mau đi hầm đi. Được. Đi đi. Sẽ náo nhiệt hơn rồi đây. Quỳ Anh, chị làm gì vậy? Đi lòng vòng thôi. Không được. Đại nãi nãi nói rồi, chị không được đi đâu hết. Tại sao? Tôi không biết. Vì chị nói vậy thôi. Vậy thì tôi đi tìm đại nãi nãi. Chị Quỳ Anh. Chị Quỳ Anh. Chị Quỳ Anh chờ đã. Tôi thấy chuyện này anh nhất định phải gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó anh nói gì mà chẳng được. Làm vậy có được không? Người ta vẫn nói nhanh tay thì sẽ được, chậm tay thì sẽ mất. Hảo hán đại trượng phu khi đã làm việc nhất định phải quyết đoán. Nhanh lên, nếu không bông hoa cúc cũng nguội lạnh. Cô đang đi tìm tôi sao? Tôi tìm đại nãi nãi. Đại nãi nãi không có ở đây. Bà ấy chắc đang ở trong mật thất. Mật thất, đúng. Tôi đưa cô đi. Con đi đi. Dạ.
Đại nãi nãi! Đại nãi nãi! Đại nãi nãi! Chuyện gì? Dì mau đi xem, đại đương gia đưa Quỳ Anh đi rồi. Người đẹp, từ lúc gặp cô, lòng tôi chẳng thể nào quên cô. Ông muốn làm gì? Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô. Ông đến đây tôi la lên đó. Vậy thì cô la lên đi. Có ai không? Có ai không? Nghe lời nào người đẹp, cô cứ la lên đi. Cứu tôi với. Hét hít hơi đi. Bên ngoài không có ai nghe đâu. Cứu tôi với. Người đẹp. Tránh ra. Không được, đại đương gia không cho mà. Có tin tôi bắn chết ông không? Đại ca, cút đi. Buông tôi ra. Đại ca, chú muốn làm gì? Anh không thể làm như vậy được. Tại sao tôi không được làm vậy chứ? Cút. Cút. Đại ca, anh cứ bắn chết tôi đi. Tôi không thể nhìn anh ức hiếp người khác như vậy. Vậy thì hôm nay tôi sẽ bắn chết chú. Anh bắn đi. Đại nãi nãi. Đại nãi nãi. Đi. Chúng ta đi.